tọa lạc tại 129 tỉnh lộ 9, ấp 5, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Long Nhiên Auto Glass hiện đang là đơn vị sản xuất và cung ứng kính cường lực ô tô đáng tin cậy của nhiều khách hàng đối tác. Với khát vọng tiên phong cùng chiến lược phát triển kinh doanh bền vững, Long Nhiên Auto Glass dùng uy tín, chất lượng làm thước đo giá trị thương hiệu. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những dòng sản phẩm kính cường lực chất lượng cao, đa dạng cho nhiều dòng xe cùng dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo nhất. Ngoài trụ sở chính, Long Nhiên hiện sở hữu một cửa hàng trưng bày cùng hai nhà máy sản xuất hiện đại với tổng vốn đầu tư lên tới 278 tỷ đồng. Phát triển bền vững chính là lý do mà Long Nhiên luôn theo đuổi những chính sách chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Toàn bộ dây chuyền sản xuất kính được hệ thống hóa theo công nghệ máy móc hiện đại nhập khẩu từ châu Âu. Long Nhiên tự hào là đơn vị tiên phong trong việc đầu tư và khai thác những công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao. Trong suốt hành trình phát triển của mình, chúng tôi luôn giữ vững danh hiệu là một trong những công ty hàng đầu chuyên cung cấp các sản phẩm kính an toàn cho ngành lắp ráp ô tô. Không chỉ mang đến chất lượng sản phẩm tốt nhất, Long Nhiên còn mang sứ mệnh tập trung phát triển nguồn nhân lực đạt trình độ cao. Chúng tôi luôn tạo điều kiện, cơ hội cùng chính sách phúc lợi hấp dẫn để mỗi nhân viên toàn tâm phát triển bản thân trong môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, từ đó lan tỏa chúng đến những cộng sự của mình. Minh bạch, sáng tạo, hợp tác, tận tâm và uy tín. 15 năm tạo dựng và nỗ lực bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược phát triển kinh doanh bền vững, Long Nhiên tự hào mang đến giá trị cho mọi hành trình. Long Nhiên, thiên về chất lượng.